Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có nhận được một cái câu hỏi ở trong cái nhóm kinh doanh cà phê Takeaway, đó là khi chúng ta bán cà phê pha máy mang đi, chúng ta sẽ dùng hạt rô hay là hạt A? Theo kinh nghiệm 6 năm của Tiến thì cái việc dùng hạt A hay là rô nó còn phụ thuộc vào cái máy pha, máy xay các bạn đang sử dụng. Bên cạnh đó thì mỗi một cái thị trường nó cũng sẽ có những cái gu cà phê khác nhau. Ví dụ Tiến nói trước đây ở quận 1 thì Tiến sử dụng tỷ lệ là 70 hạt Robusta chế biến honey và 30 hạt Arabica từ Cầu Đất, Đà Lạt được hái chín. Tuy nhiên khi Tiến đi ra các quận vùng ven cũng như là đi về tỉnh thì khách hàng phản hồi nhiều là đối với tỷ lệ hạt này thì cà phê nó sẽ bị chua, sẽ khó uống. Mà đặc biệt là cái gu cà phê truyền thống thì nó ít vị chua, nó có sự gọi là mạnh mẽ, đậm đà của hạt Robusta. Cho nên khi ra các quận vùng ven cũng như là về tỉnh thì bên Tiến sử dụng tỷ lệ là 91, cụ thể là 90% hạt Robusta và 10% hạt Arabica. Và dựa vào cái phân tích đó thì cái số lượng khách hàng nó tăng lên rất là nhiều. Như vậy thì cái phân tích của Tiến về gu cà phê nó đã đúng. Bên cạnh đó thì một ly cà phê nó gây say cho người uống là phần lớn là do caffeine ở bên trong hạt cà phê. Như vậy thì nếu như các bạn sử dụng hạt Robusta nhiều mà các bạn sử dụng những cái máy hai rúp lớn, những cái máy pha cà phê to có áp suất và nhiệt độ tốt thì nó sẽ rửa trôi hết tất cả các chất ở trong cái hạt Robusta, nó lấy quá nhiều caffeine thì sẽ gây say. Tức là nếu như các bạn dùng máy lớn mà dùng 100% hạt Robusta thì sẽ gây cảm giác là ly cà phê quá mạnh cho khách hàng, cũng như là có thể là khách hàng uống sẽ bị say. Thì thường nếu như mà các bạn sử dụng máy lớn, những cái máy của Ý nhập về công suất lớn, thì các bạn nên phối trộn tỷ lệ hạt Arabica cao lên một chút xíu để cho giảm cái độ mạnh của cái ly cà phê xuống, vừa uống thôi, không quá mạnh. Còn nếu như các bạn sử dụng những cái máy pha cà phê mà áp suất làm việc, cái sức nén của nó thấp hơn những cái máy to, thì các bạn có thể thoải mái sử dụng tỷ lệ là 100% hạt Robusta, hoặc các bạn có thể phối trộn nó là 91 hoặc là 82. Để có thể nhắc lại là hạt Robusta nó tạo sự đầm đắng, tạo sự chắc chắn mạnh mẽ cho ly cà phê, trong khi đó hạt Arabica nó tạo vị thơm, vị béo. Đó thì tùy vào cái thị trường và tùy vào cái máy pha, máy xay các bạn đang sử dụng mà các bạn sẽ phối trộn một cái tỷ lệ phù hợp. Tuy nhiên thì Tiến thấy là trước đây cái tỷ lệ 73 rất là được tin dùng, thời gian gần đây thì tỷ lệ là 91, cụ thể là 90% Robusta và 10% Arabica, thì được người bình dân ủng hộ rất là nhiều. Và Tiến cũng đã test nhiều thị trường và thấy là số liệu rất là khả quan, mọi khách hàng uống thì đều cảm thấy là ngon và có quay lại. Xin cảm ơn các bạn.